cô chú ơi, con ăn chip đúng rồi. Mẹ bỏ makeup đây. À, bỏ makeup ở đây đúng rồi. Rồi, hello cô chú chưa? Nói với cô chú coi mẹ đang làm gì cho chay. Mẹ đang làm gì chay? Mẹ khui. Mẹ đang làm gì chay á? Còn mẹ đang chải đầu cho chay. Em có cái ghế gọi nhẹ thôi nhẹ. Mẹ đang làm nhẹ lắm á, mà tại vì tóc của con ấy chứ mẹ đâu có đờ nở lòng nào mà mẹ làm cho con nó ra đau đâu. Con đau một mẹ đau 10 lần. Nên mẹ đâu có bao giờ mà mẹ muốn làm cho con đau, mà tại vì cái hành cái trong cái video cái mẹ thấy làm mạnh vậy thôi chứ mẹ đâu có muốn làm con đau đâu. Mẹ thấy không, con thấy mẹ nắm chặt ở dưới này không? Mẹ nắm chặt ở dưới này để cho nó cản cái phần đau con đây, để cho mẹ chải cái phần đuôi con nè, thấy không? Mẹ đau. Đâu có đau đâu, con sợ xạo. Mẹ đau. Rồi. Con mà mẹ sao mà mẹ nỡ làm con đau được. Đâu rồi, cái đồ con tóc rồi. Ủa, con thương con tóc rồi. In the bathroom. In the bathroom hả? Yeah. Mẹ mới lấy một cọng ra đây mà. À, đâu rồi, đúng con tóc rồi. Trời đất ơi. Mất công không? Rồi, mất công không? Đi lấy cọng khác. Rồi, mẹ lấy được rồi. Rồi lên đi. Ngồi lên, cột tóc lại nè. Rồi bây giờ nói cho cô chú nghe, mẹ với con đi đâu? Con ship hàng and shopping. Trời, mẹ với con đi ship hàng and shopping hả? Trời đất ơi, mẹ tưởng mẹ chỉ trông đợi con nói cái câu là mẹ với con đi shopping thôi, chứ mẹ đâu có trông đợi con nói cái chữ đi ship hàng nữa chay. Trời đất ơi. Trời đất. I'm shopping. Trời ơi. I'm fun shopping. Sao phải shopping này khoa này đây? Không phải shopping như khoa người ta vậy hả? Ừ. Người sao nữa? Shopping pumpkin. Shopping pumpkin sao? Shopping pumpkin. Cô chú bữa giờ cái trên video thấy nhà của chay rồi phải không? Coi nè, toàn là thùng bọng rồi không? Thùng bọng hàng rồi không nè, nó quá trời luôn. Mới về cái sản phẩm mới nha cô chú nha. Sản phẩm tẩy tế bào chết cho sạch da của mình á, tẩy mặt, tẩy cổ đồ này kia nè. Đó, còn mà dư thêm rồi tẩy tay, tẩy đồ cho sạch, lâu lâu mình nên tẩy tế bào chết rồi. Một lần. Giống nhau. Cái gì giống nhau? Giống nhau lại. Cái chai tẩy tế bào chết này chỉ có 29 đồng thôi nè. Đó, cô chú nào muốn mua liên hệ với mẹ chay, để chay với mẹ chay đi ship hàng mỗi ngày nha cô chú nha. Trời, chay thấy da mặt mẹ bữa nay được cải thiện không chay? Thấy không? Cái tẩy tế bào chết này một tuần Ngọc làm một lần, chứ mà còn làm tẩy hoài thì đâu có da khô da chết đâu, tẩy tuần lần 10 ngày ha, 2 lần rồi vậy kia thôi. Xong rồi cái xức cái serum của Nhị Hoa Nghệ Tây lên. Serum Nhị Hoa Nghệ Tây, xong rồi cái xức cái kem ban đêm của Nhị Hoa Nghệ Tây lên. Đó, vậy là đi ngủ thôi đó. Hồi tối nay Ngọc xức nè, bây giờ là 1 giờ trưa rồi, xức hồi tối sáng dậy nè, thấy không? Có mặt không mấy cấp nha. Ôi, rồi bây giờ đi ship hàng nè, đây nè, cho cô chú coi nè. Ship hàng nhiều đồ lắm nha cô chú nha. Ship rất là nhiều đồ luôn á. Cô chú rất là yêu thương ủng hộ. Đó, quá trời đồ luôn nè. Bây giờ chay phụ mẹ sách bạch không? Không. Vừa Nhị Hoa Nghệ Tây, vừa serum, vừa ấy rồi kia nè. Đó, ngày nào hai mẹ con cũng ship như vậy đó. Không phải sao? Của mẹ của chay là mẹ cầm một tay, chay cầm tay đúng không? Đó. Ok. Còn mấy cô. Dạ làm sao? Đó cô chú Nhị Hoa Nghệ Tây nè, để kế bên cái ghế làm việc luôn. Để kế bên cái ghế làm việc luôn, cái là cô chú nào mua cái là bỏ vô. Đó, tất cả mọi thứ đầy đủ, bây giờ mang giày vô. Hôm nay ở ngoài trời lạnh rồi cô chú ơi. Hả? Con mang đôi giày đi cho ấm con. Ngoài đó lạnh rồi. Mang đôi giày này đi. Con có muốn mang vớ không? Không. Không phải không, mang giày này là khỏi mang vớ ha. Còn mẹ mang giày nào ta? Không, mẹ chứ mẹ mang đôi giày Adidas. Đôi giày. Mẹ mang đôi giày này, con mang giày nào con mang giày đó con. Ok con ơi, rồi ngồi xuống mang. Nhưng mà mẹ thì mẹ cần mang vớ, con vô con lấy cho mẹ đôi vớ được không? Ok mẹ ơi. Ok. Biết lấy vớ giống nhau nha, lấy vớ màu quay giống nhau nha, đi vô lấy cho mẹ đôi vớ đi. Vớ mẹ để đâu? Nào, vớ mẹ để ở trong cái phòng ngủ mình á. Đi vô lấy cho mẹ đôi vớ đi. À, suy nghĩ chỗ nào?
Nhớ mày để chỗ nào? Đây nè, ở trong cái hộp này nè, trong hộp đó đó. Đây nè con, đây nè, không không con đây nè, trong hộp này nè. Rồi con mở ra lấy cho mẹ đi. Thấy nhờ được rồi chưa cô chú? Hả, cái đó cũng được nữa con, đưa cho mẹ cái đó đi. Sao bị mờ vậy ta? Rồi. Missing. Hả? We missing. Missing gì? Cái đó hai chiếc đó con lấy ra đi. Có hai chiếc á, đó. Nó thấy hai cái là lộng. We missing. No, we not missing anything. Look. Look. See? It's two. Thấy chưa? Đi con, rồi. It's missing. It's crazy missing. Bây giờ con quay cho cô chú mẹ mang giày vô được không? Yeah. Rồi con cầm cái máy quay nè. Quay cô chú mẹ mang giày vô nha. Mẹ bỏ tay camera. Không không, cái camera con phải cầm thì cô chú mới coi mẹ mang giày vô đẹp được chứ, mà con làm biến con, để con kêu mày để trên bàn là không có cầm được. Trời, Ngọc kêu nó cầm camera nhưng Ngọc nó nói mẹ để đây, nó kêu để lên bàn đi chứ khỏi cần kêu nó cầm. Phải không? Rồi con làm đi, rồi con quay mẹ đi. Nhìn vô camera. Khi mà con quay con phải nhìn vô camera, con thấy mẹ chưa? Không, con phải nhìn, con người quay con phải nhìn vô. Rồi con thấy mẹ chưa? Rồi con thấy mẹ nè, mẹ mang vô chiếc vớ đầu tiên nè. Đó, thấy chưa? Rồi, bây giờ một chiếc vớ điện thoại nè. Điện thoại nè, đúng rồi, chiếc vớ thứ hai nè. Bây giờ nè, quay xuống đôi giày nè, thấy chưa? Thấy mẹ mang giày chưa? Đúng rồi, khi mà mẹ di chuyển ở đâu con phải theo cái camera tới đó. Cái thứ hai nè. Đó, mang chiếc thứ hai nè. Your face. Rồi, con quay mặt mẹ với, quay mặt mẹ với. Đó, con chưa thấy mẹ chưa? Phải mẹ chưa? Quay dài chi nữa? À, quay gần lại hả? Quay gần lại cho cô chú coi hả? Phải để gần. Ok. Thấy chưa? Rồi, đẹp rồi. Rồi, xong. Rồi, mẹ xong rồi đó, tới con đi. Con mang giày vô, mẹ quay con nè. Đúng rồi mà. Rồi, con mang giày vô đi. Tự mang giày vô đi, mẹ quay con. Gì con? It's all socks and giày vô. Con muốn mang vớ không? Yeah. Muốn mang vớ không? À không, cái đôi giày này dơ quá trời ơi. Cái đôi giày này là con đi cát đi đồ nè. Không được, được. Để mẹ rửa xong đi. Đi, lại mang đi giày khác. Bây giờ cô chú ơi, hết. Đây nè, mang giày này. Ở ngoài kia lạnh nên là phải mang giày này rồi. Không được mang đôi dép đó. Đây, mang dép này đẹp nè. Không được, không có được mang phít gì. Lạnh rồi, không có được mang giày và mày chuẩn bị cất hết mấy đôi dép mà ấy vô rồi vậy. Nè, mang đôi giày này đẹp nhất nè. Bà cho con đôi giày này đẹp quá. Để đi, hết giờ, hết ngày rồi nha. 2 giờ chiều rồi nha. Đây, ngồi xuống đây đi. Cô mang vô cho, để nó tự làm cái đó, nó hết giờ. Nó tự làm. Không có tự làm, ngồi xuống mẹ làm. Mẹ giúp nữa nha. Không, trời sao chi. Làm. Rồi tự làm đi. Mẹ giờ này chứ không, cái đôi giày nó dơ rồi, để chừng nào mà mẹ về mẹ chà cho con xong rồi cái con mang vô nha. Ok. Ok con ơi, giỏi. Mẹ nói là phải nghe. Mẹ mình là lúc nào cũng nói điều đúng hết á, chứ không có nói điều sai. Nên là mình phải nghe lời mẹ mình mới là một đứa con ngoan nha chứ con. Dạ mẹ đi con. Rồi, xong rồi đó, đẹp quá. Đứng lên, đi đi. Rồi, bây giờ xách đồ ra phụ mẹ làm sao nè. Điện thoại nè. Rồi, điện thoại của mẹ nè, nữa nó lấy nè. Đó, làm đổ đồ của tôi không chứ giúp gì. Rồi, đó, cô chú coi trang dấu này nha. Nè, đó, ăn cho cô chú coi. Con thấy nãy mày nói đúng không? Nãy con mặc áo tay dài mình đâu có ăn dưa hấu được. Ăn dưa hấu này là mình phải mặc áo tay ngắn. Phải ăn cẩn thận mới là bị dính mình tùm lum nữa con. Bà ngồi bà kẹp dưa hấu ăn mà cái chân mà cũng gác lên kìa. Mẹ bự nào. Ừ, nguyên miếng bự luôn, ráng ăn hết miếng đó đi con. Bổ sung miếng bự mẹ chơi. Ừ. Đúng rồi, bổ sung vitamin cho cơ thể ha. Ừ, cái thiền của chú mở nhạc á con. Ăn dưa hấu mình bổ sung vitamin dưa hấu ha con ha.
ngon. Trời ơi, cô chú Thánh ăn à. Trời đất ơi. Ngoài sầu riêng ra thì con trai cũng rất là thích ăn dưa hấu nha cô chú nha. Rất là ăn đàng hoàng liếm. Trời. Đó là cái bộ đồ này mới thay. Là chút nữa vô phải thay lại rồi đó, phải rửa tay, rửa mặt đồ này kia lại rồi đó. Cô bác ngồi nè. Ngồi dữ không? Nó quay tướng ngồi của nó ngồi lại, thấy không? Rồi bữa nay có cái ghế này có lý ta. Ghế nhỏ bỏ lên ghế bự ngồi cao cô chú thấy hết luôn. Mẹ ngon. Mẹ quay lắc kỳ. À mẹ quay lắc kỳ. Hello. Rồi cô chú thấy lắc kỳ rồi. Trời ơi mẹ quay lắc kỳ. Mẹ. Đây mẹ chùa miệng. Ôi trời ơi cạp. Con cạp gì dữ ta. Ngon không con? Ngon không chay? Ngon. Ôi trời. Không cho ăn thì miếng à. Hả? Không có ai trì miếng à. Ồ không có ai trì để cho ai trì miếng hả con? Dạ. Trời đó coi coi con ta coi chú thấy không? Không có ai trì cho ai trì miếng coi con. Ăn mà ta suy nghĩ tới này con này cái tính này y chang mẹ với bà ngoại nè. Mẹ với bà ngoại cũng y chang nghe nè. Rồi ăn cái mình suy nghĩ cho người này người kia không có ăn. Vậy là khổ đó nha con. Trời ơi mới có 2 tuổi mấy 3 tuổi mà ăn thôi nó không có a trì cho a trì miếng. Coi được không? Thương nhỉ. Ăn thì miếng mà ăn thì miếng chứ mẹ. Ồ cho a trì miếng bự luôn hả? Dạ. Trời ơi Thảo ăn quá. Ôi ngon cặp. Trời sao nó suy nghĩ ra trời ngon cặp miếng dưa hấu ngồi suy nghĩ tới a trì sao không có a trì cho a trì miếng rồi. Trời ơi. Chịu không được. Cái gì vậy con? Kệ đi con. Trời ơi tình cảm quá đi thôi á. Tình cảm quá là khổ nha con. Mà bây giờ cuộc đời mình phải sống có tình cảm chứ giờ biết sao giờ. Mà tình cảm quá nhiều lúc khổ đó. Cái gì vậy con lỡ cắn miệng con hả? Con lỡ cắn miệng con hay gì rồi? Hay con làm gì vậy? Con cắn lưỡi con hả? Bởi vậy ăn từ từ thôi. Ăn miếng khác ăn nữa không? Mày lấy miếng khác cho ăn. Ăn hết miếng đó thôi ha. Ăn hết cái màu đỏ luôn, ăn hết cái màu red luôn rồi mới xong cái miếng dưa hấu. Mẹ ơi mẹ. Trời ơi. Coi vô cái video clip coi ăn dưa hấu này là chỉ có coi chay ăn mới hấp dẫn thôi chứ coi mẹ chay ăn không hấp dẫn cô chú ơi. Kéo rồi. Kéo ghế rồi coi. Ngoài dày nè, đúng rồi. Ta ăn bò. Trời ơi, chay ăn hết miếng dưa hấu luôn cô chú thấy không cô chú? Có ai dỗ bằng nó không? Có cho cô chú ăn không? Không ăn gì miếng mẹ ơi. Hả? Ba trì. Ai cho ai trì ăn miếng hả? Dạ không được. Chứ chưa hỏi gì. À. Trời, nhưng mà coi cho cô chú ăn không? Không. Sao không cho cô chú ăn? Sao không cho cô chú ăn? Nói mẹ nghe đây. Bây giờ nói cho cô chú nghe là hôm nay mình đi đâu? Mẹ. Ồ, cũng muốn cởi áo ra hả? Tại vì áo dơ rồi phải không? Giờ mẹ dẫn vô rửa mặt, đánh răng, súc miệng nha. Cái gì cũng không á. Cái gì cũng không á. Rồi bây giờ là nói cho cô chú nghe cái miếng dưa hấu hồi nãy con ăn có ngon không? Dạ. Người con ước gì có ai ở đây? Để cho người đó ăn, ước gì có ai? Con ước gì có ai ở đây? A-tri. Đúng rồi, để cho A-tri ăn gì? Watermelon. Watermelon, bây giờ móng tay con dài quá nè, bây giờ mày sẽ cắt móng tay cho con nha. Móng tay dài quá rồi xong mày cắt xong rồi cái mày đi rửa rồi xong mày sơn móng tay cho chay đẹp nha.
Okay. Sounds like a plan. Đây mày coi cái lưỡi, cắn lưỡi đâu, cái lưỡi cắn đâu, leo lưỡi mày coi coi, cắn chỗ nào đâu. Chỗ nào đâu? Ôi đất ơi, đúng rồi, cắn ngay chỗ này nè, đúng rồi, thấy rồi, đây nè, cắn ngay chỗ này bởi vì con ăn là không bao giờ con cẩn thận dùm cho mẹ đó. Con cứ cắn lưỡi, cắn ấy hoài hả? Mặt suy nghĩ gì vậy? Suy nghĩ gì vậy? Mặt bư. Mặt bư suy nghĩ gì, mặt bư? Mặt bư ơi suy nghĩ. Ăn no sai rồi phải không? Đè đi nha. Đi vô đây. Đi vô đây. Đi xuống đây con. Trời ơi, coi trái dưa hấu của tôi nè. Dày sao ăn. Dày sao ăn. Rồi, hello cô chú ơi. Bây giờ Chay đã lên xe rồi. Bà đi với mẹ. Lướt. Lướt gì? À, cho cô chú coi con ăn hết bánh rồi hả? Khổ dữ rồi ta. Con hết bánh ở nhà. Hết bánh trên xe. À, ăn hết bánh trên xe rồi. Nhưng mà còn bánh ở nhà. Đúng rồi, ở nhà quá trời bánh luôn cho Chay ăn mà. Mẹ bánh đâu? Bánh ở nhà. Bây giờ ăn xong bánh rồi mẹ đi mua bagel ăn nha. Không ăn bagel hả, chứ mẹ đói bụng quá, từ sáng giờ mẹ chưa ăn gì nè. Giờ đi ship hàng xong là mẹ đi kiếm chỗ đi để mình mua đồ ăn ăn nè. Ăn gì vậy ta? Không đi shopping. You wanna go shopping thì mình đi ăn xong mới đi shopping được chứ, đi ăn xong mới có sức đi shopping chứ. Mommy shopping first đi khỏi đây này. Hả? First đi khỏi đây này, you do wash your hands. Là ăn sao? Wash your hands before you eat. À, wash your hands before you eat? À, phải rửa tay trước khi ăn, đúng rồi. No sand. Hả? No sand. No sand, đúng rồi, để tay không có dính cát, đúng rồi. Tay wash hands. Ờ, phải rửa tay vậy đó, đúng rồi. Rửa tay này. Đúng rồi, y chang vậy đó. Trời ơi, bữa nay hết hết ấm rồi cô chú ơi. Từ giờ về sau là phải mặc áo tay dài, lạnh rồi. Còn bữa nay mưa nữa chứ. It's raining. It's cold. 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 Sao con? It's thick, mẹ ơi. Mẹ, mẹ lấy con. Sao? Mẹ lấy con. Mẹ lấy con à? Oh, ôi, kẹo đó hả? Sao có người gì bán kẹo hoài vậy? Cái con mắt Chay là hôm qua là bị lứt kỳ quào phải không? Lứt kỳ quào mắt Chay phải không? Dạ. Nó kỳ kỳ ghê. Mắt kỳ quào nó quýnh nằm nó chứ. Ta chỗ đi mẹ ơi. Hả? Ta chỗ chỗ mẹ ơi. Sao? Chỗ mẹ ơi. Trời ơi, coi coi cho cô chú coi, cho cô chú coi. Ta chỗ lớp gì? Coi cô chú coi nè, đây nè, lá bây giờ màu vàng hết. Lá mẹ lá vàng hết rồi. Gì? La đi đổ đất kỳ. La đi đổ đất kỳ sao con? Không, không phải. Đi la đất kỳ. À, đa đi la đất kỳ luôn hả? La. Không, không, ta đi open thôi. Ta đi con khác mẹ ơi. Ba làm sao nói lại, con nói mẹ không hiểu. Ba làm sao? Mẹ ăn rất được chưa mẹ ơi? Thôi mẹ không ăn đâu. Ok mẹ ơi. Ok ăn trước mẹ ơi. Rồi vậy cho ăn trước đi nha. Ăn trước đi nha. Đừng có xả đồ ăn trên xe của mẹ nha. Trời ơi đói bụng quá Chay ơi. Mẹ chở đi ăn bagel. Đi mua bagel ha. Mua bagel cho mẹ ha. Dạ. Ờ, mua bagel cho mẹ. Con không ăn. Con không ăn hả? Dạ. Sao không ăn? Dạ, không ăn. Con không ăn bagel hả? Dạ. Trời ơi, mua bagel cho mẹ con không ăn. Trời ơi, sao nó nói sao rành mạch dữ trời. Mommy shopping. Không, không. Bây giờ mày đi đâu trước? Nãy mẹ nói con đó, bây giờ mày đi đâu trước? Đi đâu trước?
đi không phải target, không phải target. Đi đâu trước, nói mày nghe coi, giờ mày đi đâu trước? Đi giao gì? Đi giao nè, thôi rồi. Giao gì? Quay lại. Đúng rồi. Mà xin điện thoại là sao, ngủ đi con.